đủ các món ăn, các món ẩm thực khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Anh Hoài Tâm thì anh đang thèm đồ Thái Lan lắm rồi, cho nên tụi em sẽ ập vào ăn đồ Thái. Mọi người, tụi em đợi nãy giờ vô nhà hàng có chỗ ngồi rồi, nhưng mà nói chung là đói bụng quá cho nên là chưa kịp đợi đồ order nhà hàng ra là anh Tâm và anh Thịnh hồi nãy lén lút đi mua được đồ ăn, hồi nào tụi em không biết nữa. Cho nên tụi em bày ra một cái chợ ở đây, tụi em ăn trước luôn. Đó. Quá trời vậy. Ủa cái tiệm nãy mình mới đi. Cái gì vậy? Ủa mua lén rồi mua được nhiêu vậy? Anh mua còn gì? Tặng một. Thành... 6 cái này luôn mà có 520 bạc thôi là có chưa tới 2 đô. À, 10 một khoảng 15 đô. 15 đô. Mà là 6 bịch giống nhà đồ ăn quá trời luôn. Nói chung là ơi, heo quay nè. Heo quay này, cái này là cái gì anh Tâm? Cái này là gì đó? Da heo hả? Da heo con mà ấy đó, da heo con. Còn này là gì anh Thịnh? Chả cá viên. Cá viên chiên. Cá viên chiên, cá viên chiên, cá viên chiên. Cái này đó là đặc thái của mấy cái mà cái này là gì đào đang đồ ăn tôi gom mấy đưa cái vỏ. Đồ ăn thì dết nó bán cho cái vỏ cho nhỏ xách đi vòng. Đồ ăn rất đẹp. Cái này nó làm là lá dứa hay gì ta, ngon quá. Dạ đây, đồ dessert ở trong nó có cái cục dừa ngon lắm chị. Nãy ăn rồi hả? Dạ. Không, cái này cái khác nữa. Anh ơi, tính ra nãy anh mắng bé là lần sau quay mà em vẫn bé vẫn ngoái cổ lại. Rốt cuộc bây giờ anh là người đem ra dụ dỗ mọi người đó, anh Tâm. Ta nghe nè, người ta nói sống là phải ăn đúng không? Dạ, chúng ta phải ăn để sống, chúng ta phải ăn. Chúng ta phải ăn thiệt, đồ ăn ngon quá đi. Thôi chị, lần này là mình hài kịch đó, mình có mặc đồ bó không chị, hay là mình mặc đồ rộng rộng? Quyết định rồi, chị đã tính trước rồi, đồ kia này rất rộng, đồ kia này rất rộng để mà che cái bụng lại, bởi vì mình sẽ ăn từ đây đến ngày quay. Chị ơi, hả? Bé mặc áo dài đó chị. Thì em không có kịp mặc đâu. Nghe lời không, em không có kịp mặc cái loại mà áo dài rộng rộng, gấm rộng rộng đó. Còn cái lá dứa màu xanh đi, màu xanh này đúng không? Vậy cái này có vàng nè, cái này giống như có vàng nè, lấy cái này nha. Đây nè, có miếng vàng ở trên nè chị. Đó. Ôi ơi. Đây đây, quay vô đây. Đó. Cho, review đi. Đây nhá, đây là mình nghĩ màu xanh, mình đoán cái này là mùi lá dứa. Trắng này có nghĩa là dừa. Mà cái vàng này hồi bữa trước đi chùa đó thì cũng là cúng xong cái lấy cái vàng này nè, mình dán lên trên cái tượng Phật. Nhưng mà cái này nó ăn hay không? Ăn thử là biết liền vậy. Thử là biết liền thôi chứ cái gì đó. Ăn bạc nè. Đồ bị chết ngon quá à. Có dứa. Dừa. Bên trong là nhân dừa xào với lại đường thốt nốt. Rất là ngon. Mình không biết ngon loại nào mà nhìn cái miệng của chị ăn. Còn cái miếng vàng á, nói chung là bây giờ nhà hàng nào mà mới mở mà có nhu cầu mà review đó, mời chị Hồng Đào nha. Chứ em không biết sao chứ nãy giờ chị ngồi chị ăn mà em nuốt nước miếng rồi đó. Thank you. Ôi coi nè, nhìn hấp dẫn chưa mọi người ơi, đồ ăn ra rồi, mấy món trước có nhìn hấp dẫn lắm nhưng mà cả gia đình ập vô rồi tan nát hết rồi. Bây giờ là còn mấy món này thôi mọi người. Đây. Dự định là quay đó mà đồ ăn ập ra quên cái vụ quên hết luôn. Coi như là đồ ăn mà tới là sĩ diện với lại là mặt mũi liền hết. Bây giờ là còn nhiêu quay nhiêu. Cameraman kỳ quá. Bây giờ đồ ăn ra không phải là chỉ có một mình và MC ham ăn. Dạ. Mà cameraman cũng quên luôn. Ăn quá trời ăn. Ở Việt Nam mình làm gỏi thì thích bỏ rau răm. Dạ. Ở bên đây thì thích bỏ lá ngò gai. Rất là đặc biệt. Rất là ngon. Bánh Thái phải không chị? Bánh Thái như nãy em thấy hình như nó có cái bắp chuối sống phải không? Chưa bao giờ ăn bắp Thái mà có cái bắp chuối sống. Nãy lên là chị Đào mới vừa trộn lại với nhau. Rồi kêu này là cá trê hả chị? Cá trê chiên xù. Cá trê chiên xù ở xung quanh là để mango, xoài sống. Rất là ngon. Đây là cái con octopus và nướng lên rồi chấm với nước mắm nha, tuyệt vời lắm. Kiểu như là như ăn như chưa bao giờ được ăn hết quý vị. Quan trọng là cái này rất là ngon nha, gỏi ba khía phải không Trinh?
Dạ, gỏi ba khía. Đây đây, dạ, lên trong cả nhà xem cua, cua đỏ. Blue crab là con ghẹ. Ghẹ. Gỏi ghẹ. Gỏi ghẹ. Gỏi ghẹ ngon quá, ghẹ sống ngon lắm trời ơi. Ô là la. Cái này là sen. Anh chọn ăn Pháp Thái không? Ngót sen tươi. Ủa mà chị ơi, sao ở đây nó trộn cái gì nó cũng trộn với ngò gai nhỉ? Việt Nam mình lại là làm thích làm với rau răm ha. Rồi mình về mình thử trộn ngò gai thích thơm. Dạ. Ôi, em cực kỳ thích ngò gai. Em ăn cái gì, em ăn phở đồ này là phải có nhiều ngò gai. Và nãy giờ em ăn ngò gai sống em rất là thích. Thơm thiệt là thơm luôn. Thật sự ra đó, cái món này ở bên Thái Thao, ở Los Angeles anh đã rất là mê rồi. Mặc dù là cái blue crab ra bên đó nó không có đủ tươi như bên đây, con ghẹ đó nó không có đủ tươi, nhưng mà anh đã rất là thích. Nhất là ở đây nè, trời ơi, ghẹ tươi mà con cái gặt của nó, má ơi, trời ơi, hút lên ăn cái nó đã gì đâu luôn. Dạ, nhưng mà thôi, để cho mấy đứa thanh niên trai trẻ nó còn sức để nó ăn mấy cái này, chị ơi, chứ giờ em ăn cái này và cholesterol nó chạy dựng lắm chị. Tuổi em bây giờ bắt đầu nó cũng bắt đầu rồi, dạ. Bắt đầu đo được rồi đó chị. Không bưng nguyên cái dĩa không ăn luôn rồi mọi người. Đồ ăn không có được phí. Dạ, mình phải ăn cho hết. Cái nó miếng chanh đó. Ăn bát Thái là phải nặng miếng tí xíu chanh lên cho nó chua chua nữa. Chua chua cay cay. Hình như tất cả đồ ăn của Thái là phải chua chua cay cay. Ăn dessert là phải ngọt, phải có coconut đó. Nhưng mà mọi người qua đây có hai món mọi người phải thử nha. Là gỏi đu đủ thì khỏi nói rồi, nhưng mà phải thử thơm dung nha. Cái súp thơm dùm ở đây nó khác ở bên Mỹ nhiều lắm lắm luôn á. Cái súp thơm dùm bên này nó xuất sắc lắm. Đi. Đi hả? Không, em vẫn có thể ăn được một cái xíu thơm dùm. Dạ, bỏ thơm dùm ở bên này cái súp của nó ngon vô cùng luôn. Chiều ăn. Này là phải em ăn một mình em hết một dĩa đâu. Mấy anh chị ăn hết rồi còn bao nhiêu. Dạ, tôi mới ăn đó. Chứ giờ ta tưởng là một mình tôi tham ăn, tôi ăn hết cái dĩa không có. Dạ, ăn hết rồi. Cay quá. Cay kinh khủng luôn. Mà cái này là anh Tâm nói về cái vụ cái mức cay lại nên Tâm mình order chứ 0.5 thôi đúng không? Theo dạ. Ở đây thì nó với mình khi mình ăn order đồ ăn á thì phải nói là từ 1 tới 5 mình thích cay cỡ nào. Nhưng mà được chị mình Hồng Đào bảo trước rồi là nó cay lắm. Mà thiệt sự là nó cay ghê luôn. Tụi này chỉ nói với người phục vụ á là chỉ order là 1 0.5 2 có nghĩa là chấm 5 thôi chứ là chưa được 1 nữa đó. Mà nó cay xé lưỡi muốn hết rồi, người thứ ba nước rồi đó. Nó cay lắm cho nên mình phải biết. Mình nói mình order nhưng mình nói người phục vụ là tao chỉ lấy được phân nửa rồi. Chưa tới 1 nha. Mà nó cay thiệt. Xong cái giờ thấy phở bò rồi nè. Phở bán phở bò thôi nhưng mà tôi người Thái. Phở bò, phở bò. Bây giờ đi kiếm chè ăn. Đi kiếm dessert ăn. Phở bò. Tôi đó có xài đâu phở bò nhưng không phải người Việt Nam bán. Người Thái bán. You phở bò, you only know phở bò. How about the owner? Is the owner Vietnamese or no? The owner is Thai, but they have a friend with Vietnamese friend. Bạn người Việt Nam dạy cho cách nấu phở nhưng mà chủ là người Thái. Oh, I like the Thai food too, Thai food number one. We love it. You want the dessert? Dessert? Yeah. You can go to the after you. After you on the in the corner. Quan trọng là ở đây nha, ngoài phở bò ra có gỏi cuốn tôm thịt này nha. À, nếu mà có tôi không làm ta? Là bánh cuốn. Nè, bánh cuốn. Cái này chứ số. Tí bánh cuốn and then có nước mắm. Hành phi. Hành phi and then chả lụa bánh cuốn. Ủa ngoài xíu nhưng mà sao bánh cuốn ăn với salad anh? Well you know. Phải không? Mình anything you know. Còn cái này là tại sao bánh cuốn mà ăn với salad nó gọi là sáng tạo, be creative you know. Còn này món cái này mình tự cuốn nè, có chả lụa, có trứng. Bây giờ em hỏi tại sao bánh cuốn mà là có nửa cái hộp vịt luộc nữa nó mới là lạ nha. Yeah. Thấy không? Đó là như nó có thể là nhiều khi dạ làm rất là đặc biệt nè, bữa để không có nửa cái hộp vịt luộc dạ cắt làm đôi ra rồi có chả, có trứng nha. Đây, nước mắm. Yeah, wow, rất là đặc biệt. Nào anh Tâm, anh nhìn nè, những cái món đồ Việt Nam này á nó lai Thái Thái chút xíu hết nè anh Tâm. Thấy không? Nè. Nè. Nè phở mà phở dùm nè, phở Thái nè cho. Đó. Actually nếu mà xào nếu hơn nói như vậy xong mà anh mới cảm thấy rằng là
đồ ăn giống như là music vậy đó, âm nhạc vậy đó nó là một cái sự trộn lẫn và nó là một cái sự creative này nữa, nhưng mà nó được lai Thái Thái chút xíu, chắc chắn là phải có mùi Thái, rất là phở mà phở giống đúng không hay. Đồ ăn giống như là music vậy đó, âm nhạc vậy đó nó là một cái sự sáng tạo kết hợp và nó có sự giao thoa vậy đó, liên kết với nhau. Thật sự tất cả các món đồ ăn em thấy nó cũng có sự liên kết với nhau regardless là mình ở nước nào. Dạ, giống như đồ ăn Thái, đồ ăn Việt Nam nữa, nó cũng phải có chút xíu nước mắm, có đúng chút rồi. Mắm ruốc. Dạ, nó rất là hay. Bữa nào mình thử là phở bò bên Thái nó như thế nào. Dạ, và quan trọng là chị thấy bé Hân nó rất là để ý nha, nó có bún bò xào nè, phở dâm. Thì cái chữ thơm dâm là nó là Thái, nhưng mà nó là phở dâm, là cái sự kết hợp giữa phở và cái món Thái, nó chua chua vào trong đó. Rồi mình nhìn, nếu mà mình nhìn những cái món ăn của nó và những cái gia vị mà nó dùng nè, nhìn đi hệt như là đồ Thái vậy. Giống đó như đồ Thái, nhưng mà là có chút xíu Vietnamese. Mà nó ghi là Vietnamese beef and pork bone, thấy không? Nhưng mà nó ghi Vietnamese rõ ràng, nhưng hay mà là theo dạng của đồ Thái. Ố, mà phở để này nè. Đây nè, chị Đào nhìn này, bị biết phở không? Đâu có biết phở đúng không? À em ơi, nhưng mà cái này là bên Mỹ mình bây giờ có rồi nha. Có cái món mà kiểu như là phở mà để hai con tôm càng vô đó. Thì chắc là lấy từ đây ra. Phở bò, phở gà, phở tôm dùm nè. Nói chung tôm dùm là chị đã từng ăn với lại vậy pasta. Phở thịt nướng, phở thịt nướng. Pasta rất là ngon. Phở thịt nướng. Nói chung là cái này mình nên come back lại ngày mai để mình thử coi nó như thế nào. Còn bây giờ là chúng tôi đã rất là khao khát để ăn đồ ngọt. Ăn đồ mặn xong xuôi là chúng ta phải đến cái chỗ này. Cái corner này nó gọi là After You, chứ không phải là After You Eat, mà đây After You Dessert Cafe. Đây After là You Gain Weight. Thật sự ra nếu mà đi qua Thái này mà về mà không mập là không được, là tại vì đồ ăn nó ngon và nó hấp dẫn quá. Nguyên một cái corner luôn dessert, bởi vì thế không, nguyên một cái corner luôn. Đồ dessert không phải là muốn nhập vô ăn, ập vô ăn là ập được liền nha. Ủa tới chưa? Mình số mấy vậy? Vâng, họ tới 24 rồi, mình là số 25. Ok, hiện bây giờ đang phục vụ cho số E024 và chúng ta đã lấy được số E025. Thì bây giờ vấn đề là chị Đào ơi, bây giờ chúng ta nên ăn dessert hay chúng ta nên ăn trái cây? Chị không biết là 24 bây giờ có ấy không? Bây giờ vô không? Dạ. Em nghĩ là cũng nhanh mà. Em nghĩ là như vậy, mình vô mình ăn đồ ngọt đi, còn trái cây mình có thể mình mua về. Nếu mà mình không ăn được ở đây, chúng ta thể chia vô phòng chúng ta ăn, đúng không? Đây là cái chợ, cái khách sạn của mình nha, là không được ăn ở dưới lobby. Sầu riêng là có quyền lên phòng, đóng cửa phòng một ăn một mình được. Chứ không được ăn dưới lobby. Không, không rồi, dưới lobby. Sau hai điều tra ra dù em qua ăn rồi. Em qua ăn rồi. Thì ra là em qua ăn. Ủa nói nghe nè anh Tâm, chị Đào tới sớm hơn mình có một ngày thôi. Mà sao chị Đào cái gì cũng trải nghiệm hết rồi, cái gì cũng ăn hết rồi, sao nhanh vậy ta? Tới 6 giờ sáng mà tôi đi trà lết này kia cho tới 1-2 giờ đêm tôi mới về phòng mà. 6-7 tiếng đồng hồ, làm biết bao nhiêu cái điều. Em thì thánh thiện. Em không biết nhưng mà em rất là thèm trái na, cái mảng cầu dai đó. Bây giờ mình ập vô trong chợ đi. Cái siêu thị này người ta nói là gourmet market, nghĩa là những cái món ăn đa phần nó là organic, nó rất là cao cấp và được chọn lựa rất là kỹ. Trái cây đồ nó cũng rất là... Trời ơi, cái gì mà nó... Đây quý vị ơi, đây nó gọi là organic vegetables nè, là coi như là trồng organic nha. Và bỏ vô từng cái bao rất là dễ thương, rất là sạch sẽ. Bắp cải nó nhìn cũng thấy mê được nó nè, coi bắp cải nè. Trời ơi chị ơi, mà nó để luôn chữ organic, coi như là trời ơi coi nè. Thiệt là nhìn thấy sạch sẽ quá luôn, buy one get one free. Cái này một bịch bắp cải này bao nhiêu tiền chị nhỉ? 43 đồng 74 sen, có nghĩa là khoảng một đồng rưỡi, cỡ một đồng 20 sen ở Mỹ. Trời ơi, bắp cải organic quá là đẹp. Buy one get one free. Ủa chết cha, buy one get one free là còn có 60. Trời ơi, một bịch đẹp, xin lỗi nói lộn, có 60 sen nè. Trời ơi, mà everything organic nha, ở đây giới thiệu là everything organic nha. Corn nè, cái corn không, trời ơi, thì có. Em không có thích ăn bắp mà nhìn thấy còn thèm. Trời ơi. My god. Đẹp chưa mà nó cứ xinh xinh như thế này nè. Trời ơi dễ thương không? Chị ơi, cái này là salad Đà Lạt đúng không? Không mọi người, nhưng mà mọi người để ý là rau trong này á, em nghe nói á là người ta gọi là gourmet market. Cho nên thí dụ những cái rau này, những cái salad này mà ở ngoài nó có những cái gì héo là người ta sẵn sàng người ta vặt đi, bỏ đi hết. Người ta chỉ lấy những cái phần tốt nhất để đem vào đây bán thôi. Không, đúng em, đúng là... em. Ở bên Mỹ mình cũng như vậy. Em biết là tất cả các chợ mọi người cứ tưởng đâu nói là thật sự ra anh làm nhà hàng anh mới biết là tất cả các đồ này nó được đều classify A, B, C, D, E, F, nó từ 1, 2, 3, 4, 5, 7 hết. Tất cả những cái loại hạng 1 là nó vô trong chợ Ralph's, Pavilion, rồi này nọ, hay là chợ đại hàng. Dây cối này họ cột đồ ăn nè. Không xài dây thun nha.
và họ bọc cũng bằng lá chuối nè, nghĩa là tất cả những cái nguyên liệu này là đều là natural tự nhiên hết, để mà mình không phải bỏ những cái những cái như là ni lông và chất nhựa vào trong môi trường. Rồi họ sử dụng những cái này để bảo vệ cho môi trường. Cái này mình phải học. Mà rau củ quả nó để vậy nè, thì có mà mát mắt mà thì cũng ập về mua về làm ăn liền. Đấy là xà lách Đà Lạt nè em. Nè em coi nè, ui cái này là gì, ngò thơm Việt Nam mình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. My God. Nhưng mà anh thấy nó cột bằng lá chuối hết exactly. Cột bằng lá chuối và bằng dây lá rất là không thể nào mình nghĩ được. Không có xài dây thun. Không có xài dây thun, quá hay. Hai ơi, một trái na giống gì rồi ăn sao được ăn. Thường là na đó, lại cái trái na Việt Nam mình là tâm mê lắm, tâm mê nhất là trái na. Và thường một mình Tâm có thể ăn 6 đến 8 trái na. Dạ, yeah, nhưng mà cái trái na thì nó hơi bự. Bây giờ nè nè mọi người ơi, em demo cho mọi người thấy nè. Dạ khoan, cái trái này. Nào, demo sao? Đây nè, demo cái này chút xíu cho mọi người để ý thấy cái này nha. Để xuống đây chút xíu nha. Đó. Dạ cái gì hay đâu chỉ coi. Dạ không, để đây. Dạ đây, kính thưa quý vị. Đây là cái trái na, và đây là cái bản mặt của em. Có cần lặp lại không mọi người? Mọi người chú ý nha, chú ý nha, chú ý nha. Dạ, đây là trái na. Hai, ba, đây là bản mặt của em. Wow. Nó bự gần bằng cái bản mặt của em. My God. Nhưng mà có ăn thử chưa? Có ai ăn thử chưa? Quá rẻ. 229 đồng 229 một ký hả? Một ký hay nửa ký? Nó bự bằng cái mặt của em luôn á anh. 229 đồng một ký. Có nghĩa là khoảng 8 đồng một ký. 8 đô. 8 đô một ký. 8 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam? 8 đô là khoảng 200 ngàn. 300 chứ. 200. 200. 200 ngàn. 200 ngàn một ký. Wow. Nhưng mà chắc mình phải mua thử một hai trái về mình ăn thử chứ chị. Thử đi, tại vì nó bự như vậy. Bên mà... Mỹ là cái gì cũng bự hơn đúng không? Nhưng mà trái cây khẳng định luôn, mọi người thấy bên này không? Bự chà bá lửa. Về đi chị. Không, chị Đào chị không ăn là chuyện của chị. Anh ăn cái dạ. Vậy hả? Rồi. Bông bông. Bông bông này chị. Chị mua không? Anh mua bông bông đi về ăn anh. Mua bồng bông. Ok rồi mua bồng bông. Lấy cái bao nha, kìa nó ấy sẵn cho mình, hay là mình lấy bao mình lựa. Can we have a bag? Mình xin cái bao á, nó ấy sẵn như vậy cho mình luôn nè. Để cho mình dễ bỏ vô. Can I have one more bag? Bồng bông. Chị Đào lựa bồng bông đi chị Đào. Đã hần nói đúng nè. Thấy không? Rồi hai lấy bồng bông đi, hai lấy một bịch đi, em với hai share. Bao là sao? À, hai bịch, hai cục đi. Ba là họ banh ra, họ để sẵn như vậy, banh ra sẵn như vậy biết cái nào bỏ ngon. Vô chứ không phải là như bên Mỹ là mình phải vò mới mở ra cũng, được. Em cũng giống như hai, dạ. Cái này đại đi hai ơi. Nó làm chồng lên vậy sẵn luôn á. Rồi. Cái này đi. Rồi đó, hai cái em cái. Mình có bàn rồi. Rồi. Hello. Em okay. Khi biết rằng là okay. Cái miếng sầu riêng này 30 đô. Không phải là em tiết tiền dạ, nhưng mà em thấy nó cứng cứng giòn giòn dạ, nó không có thì... phải giống như cái kiểu Việt Nam mình là. Không biết, nhưng mà có thể người Thái ăn cái này, nhưng mà chị kiểu thích ngày qua chị cũng mua mấy chục đó, nhưng mà ăn. Và chị ăn rồi không thích đó, em tin tưởng hai cho nên em xin phép bỏ lại. Vô đụng như 100 thứ của người ta. Không, thật sự ra 40 đồng chứ. Thật sự ra 37 đô. Cái này không phải là. Cái này là 40 đô đó. Yeah. 40 đô là coi như là một con Mỹ một thao là 105 đô rồi. Cái này là 20 đô đó. Yeah. Một nhánh như vậy 20 đô nha. Không, tại vì cái này nó organic. Mà thật sự ông bà mình nói rất là đúng. Con mắt lúc nào cũng đói hơn cái bụng hết đó chị. Đúng không? Cái thấy gì cũng chụp là hơi ra. Dạ, chứ không phải là mới ăn no. Tại mới no. Bon bon ngon nha. Bữa trước ở Việt Nam đó là chị được tặng bon bon ăn, cái gì không có giá. Qua Thái Lan là biết nè. Hồi nãy là mình mua 1.200 là 40 đô, tức là một cái như thế này nè là 20 đồng. Nhưng mà nó ăn vô thì nó vừa ngọt, nó vừa thơm mà nó rất là đang tươi, nó tươi lắm nè đó. Thì thôi thì kệ nó đi, cắn răng đi. Hai cái là 40 đồng ăn là thôi. Không, em thấy worth giá, đáng giá. Em thấy worth it for 40 đô cho hai cái nhánh bằng bằng này. Tại vì là thứ nhất là cái miếng thịt nó rất là ngon. Dạ, một cái sớp, một cái mầm muối nè. Ngon quá. Ngon thơm. Xuất sắc, nó tan vô trong miệng luôn á, giống như là hồi nãy Hoài Tâm cầm một cái muối sầu riêng lên, tính ra nó là 80 đô. 40 đô một muối sầu riêng như thế, nhưng mà tại vì ở bên Mỹ thì sầu riêng cũng có rồi. Với lại thêm phần là sầu riêng ở đây Thái Lan cái gu người ta là người ta ăn sập sập.
mà nó hơi lạc lạc đó. Thật sự ra chị biết không, hồi nãy em thấy cái muối sầu riêng đó, đối với em thôi đó là tại vì mình đã ăn sầu riêng Mã Lai rồi. Ở đây cũng có sầu riêng Mã Lai. Cho nên là thật sự cái muối sầu riêng đó đối với ta mà nó nhìn là cái màu nó không có ngon. Nó giống như là gọi là sầu riêng muối như muối dừa đó, cho nên nó không có ngon. Trong khi đó tại vì mình ở bên Mỹ là sau này là ai cũng chuộng ăn sầu riêng Mã Lai mà. Băng thon. Dạ, mà 20-25 đô một hộp sầu riêng Mã Lai rất là ngon, rất là thơm. Mà nó mềm lắm đó, chị thích nó nhão nhão. Nhưng đối với em nha, đây, một hộp này xuất sắc rồi nè, đó, một sầu riêng xuất sắc. Quá thiệt. Đây. Đó, em chồn qua đi, em đi lột cho mọi người, lột vỏ cho mọi người xem một trái bon bon nè mọi ăn, người em ơi. Em tẻ ra một muối em ăn thử, xuất sắc lắm. Quá ngon. Thôi mình đang ở trong tiệm resort nha, tiệm chè nha, cho order chè đi. Rồi quyết định gì đây, rồi bây giờ chỉ tâm đổ này trước đi nè. Đổ đi, gái đẹp đổ đi tôi quay chứ. Rồi bây giờ bắt đầu nè, bây giờ chuẩn bị là ăn nha. Bây giờ mình đổ cái nào trước? Bây giờ chắc là phải đổ cái xoài lên trước, sau rồi đổ nước dừa lên sau. Rồi mọi người ơi, đây là xôi xoài đá bào, xôi xoài mà là đá bào, chưa bao giờ ăn thử. Cái này là đúng rồi, cái này là xoài sauce, sauce chị Đào. Hôm bữa giờ mình hai chị em mình có duyên với Thái Lan quá hả? Quá luôn. Bữa đi Úc, hai chị em ra ngay ở Sydney downtown, xong rồi cũng vô xong rồi Thái Town và try một đống đồ dessert của Thái. Thái còn mấy ngày liên tiếp. Yes. Rồi bây giờ tới nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa nha. This is my order. Cái món được quảng cáo ở ngay ngoài trước cửa của nó. Cái gì không, không nó lại hơn. Đây là cái món signature, tức là cái món được quảng cáo ở ngay trước cửa của nó. Và cái vào cái tiệm này thì phải ăn thử cái món này. Nó gọi là Long Nhãn, tức là Long Nhãn. Long Nhãn mà mình nhìn chung qua đi thì là cái món mà đi nè. Cái lúc mà đặt đám cưới á, ăn đám cưới xong ra hay có món này nè. Đó đó. Sâm bổ lượng. Không phải sâm bổ lượng hay. Cái mỗi lần mà cái lần mình ăn đám cưới xong ra nó có em cái thấy cái này nó là chè bạch quả. Chè bạch quả kết hợp với sâm bổ lượng kết hợp với chè ba màu. Tại vì nó có đậu luôn. Nó có nước cốt dừa luôn. Đó, nó có nước cốt dừa luôn nè. Rồi nó còn có thêm cái có sen nữa. Cái này là sen đúng không? Có sen nè. Rồi bây giờ mình tra nước cốt dừa ra mình ăn. Rồi, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Tra nước cốt dừa nha, nước cốt dừa nha. Tay một, hai, ba. Vô em. Nước cốt dừa này đưa nước cốt dừa bên xôi xoài. Tại vì khi mà cái xôi xoài của mình á, là cái nước cốt dừa nó đặc hơn. Đó. Rồi. Good to the last drop. Ngon đến giọt cuối cùng. Rồi. Không, nó làm hay coi như là phim truyện, là coi như là thề, không bao giờ bỏ. Chị ơi, muỗng đâu ra ăn đi. Đem muỗng đây, muỗng đây. Muỗng đây rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn chưa? Vô nè, 2, 3. Ủa, nó nghe nè, chưa, quay bên đây tôi chưa có đổ nha. Rồi, đổ vô đi. Đây là, đó. Anh ăn coi chừng nó nhiễm không à? Giống như volcano vậy. Đó là mango đúng không? Còn này là mới là nước dừa nè. Oh my gosh. Nó có mùi của xôi xoài thiệt mọi người ơi. Có xôi thiệt hả? Dạ không, nó có mùi vị của xôi xoài thật. Mình ăn được cái mùi nếp luôn á. Em nghĩ sao vậy, nó là cái kiểu chất flavor mà sao mà không, em không thích được. Giống như em uống mấy cái bô bà thôi, em uống taro nó sẽ nghe mùi taro. Không, chị nghĩ nó có xay xay nếp không, nó có xay nếp trong này. Tâm ơi, tâm ăn thử đi. Xay rồi quá đặc biệt, quá ngon. Hay quá, ngon quá hả? Ngon quá, ngon. Không miệng ngon, ngon quá. Sao vậy? Ăn ăn. Em thiệt là ăn không? Em không quay hả? Ê, yeah, em quay không? Em không ăn hả? Không, nó thèm ngọt, thằng An này nó quá ăn ngon. Mọi người ơi, ăn đi, nè, mọi ăn người đi. Ơi, nè, thấy rõ ràng là có chút sơ của xôi nha, của nếp nha. Thơm rất là ngon. Ngon quá, ngon. Tại bữa giờ tụi tôi có gì nghĩa là Thai food. Thử cái này, đi Sydney, đi Sydney 8 ngày. Đi Úc 8 ngày là tụi anh ở trong Thái Thao hết 4 ngày rồi. Trừ những ngày tụi anh đi diễn thôi, còn không là ở trong Thái Thao suốt.
ở dưới Sydney. Xong bổ lượng nha. Mùi xong bổ lượng nha. Vô ăn. Mùi của nhà ba màu nha. Chính xác là nó luôn. Mùi xong bổ lượng. Xong bổ lượng thiệt luôn. Nói nghe nè, mỗi người giặt một dần một cái vùng riêng của mình nha. Dạ không, cái này là mình tràn khắp chốn rồi em. Cộng ăn đi cưng. Ngon quá. Mọi người ơi, phải thử cái miếng xương sáo của nó. Nó dai dai, nó sụt sụt, nó ngon quá à. Này bạch quả, ngon. Ở trong có xoài, có miếng xoài. Không, tôi thích xôi xoài hơn. Ở trong đây nó có cục đá bào. Không có gì khác hết. Có lòng nhãn nè. Nói nghe này nha, cái này là món chiêu bài nha. Nhưng mà tôi nói thiệt, không có ngon. Cái này món có chiêu bài nhưng mà tôi thấy ngon hơn. Phải không? Em biết tại sao nó không minh tâm. Em nghĩ cái món chiêu bài tôi nói là tại vì ở Thái này á, những cái món xôi xoài này á, nó lại quá bình thường cho người dân ở Thái. Thành ra là đối với người dân ở Thái thì những cái này nó lạ hơn. Nhưng mà mình là dân Việt Nam, xong bổ lượng đối với mình là mình ăn nhiều rồi. Qua Thái thì phải ăn xoài. Xôi xoài. Cho nên cái này nó đặc biệt, có cái là nó giấu cái miếng xôi và cái giấu miếng xoài nó nằm ở trong một cái đống cục đá. Giống như là ngọc trong đá vậy đó. Cho nên là nó đặc biệt mà nó ngon hơn. Mình phải khám phá, mình chọn được tới ở trong, mình mới khám phá được miếng xôi và miếng xoài. Riêng cái món lông nhãn này chọn quá trời chọn. Chọn tốt ở trong luôn, xuyên thấu qua bên kia luôn. Cũng chỉ có đá thôi, không có gì hết. Lần đầu tiên em ăn xôi lạnh mà dẻo. Mọi người để ý không? Xôi đó là xôi lạnh, là miếng ở trong đá nè. Mà thường thường xôi mà bỏ tủ lạnh là không thể nào mà dẻo mà ngọt mà thơm như vậy được. Thật sự là cái tiệm này nó không có trả tiền quảng cáo cho ba chị em mà tụi tôi quảng cáo. Ôi quá đấy, luôn vậy đó. Tôi im, tôi không thèm quảng cáo hết chứ mà không có số tiền nhá. Đúng không? Chứ bây giờ vô đây mà thật sự là muốn quảng cáo cho người Việt mình biết là đi Thái Lan, đi coi show Thúy Nga 134 lời cảm ơn đó, là đây là một trong những lời cảm ơn của tôi gửi đến quý vị đó. Rất là giòn. Mọi người nghe nè, nãy giờ mình quảng cáo nhiệt tình chứ bây giờ mình phải nói là thứ nhất nè, lừa tình nha, nhìn như vậy tưởng nguyên một miếng không, nửa miếng ai bảo em tin làm gì mọi người. Không, anh chạy cả nước mắt khi anh nghe nói đến hạt bo bo. Tại vì cái thời của em đó, em sinh 1996, nó đâu có biến hạt bò bò. Cái đời anh, lúc đó anh mới có 4 tuổi thôi mà má anh có cho ăn bò bò. Giờ ăn lại hạt bò bò, anh nhớ anh chảy nước mắt. Vì em nhớ má anh. Em đỡ thời bò bò, em 4 tuổi đỡ bò chị tới 24 tuổi rồi đó. Ủa hả? Em 4 tuổi, phải ăn bò bò. 14 tuổi hả? Ồ, vậy mà em thấy bò bò ngon quá, sao mọi người chê vậy? Không, vậy? Bò bò này nó làm cái kiểu gì á? Còn cái bột kiểu ngày xưa bố ăn 14 tuổi chị ăn là gớm lắm hả? Còn lúc đó tôi mới có 4 tuổi, tôi không có khái niệm gì về ăn bò bò như thế nào. Nó giống như là tôi chỉ nhớ má tôi khóc luôn. Cái gì nè anh ta bớt khóc lại ăn miếng này ngon nè. Béo bùi bùi. Nó béo bùi bùi. Nhưng mà cái này cái hạt cái hộp sen này như nó bỏ vô cục đường hay sao vậy? Cái củ sen này nè, nó bỏ vô cái cục đường hay sao vậy? Béo bùi bùi. Nó ngào đường hả? Ngọt quá em. Đúng ra là cái phần này là anh nghĩ là đến đây là đã chấm dứt rồi, nhưng mà anh thấy kiểu như là cần phải cho khán giả biết cái về cái này. Tại vì lúc nãy mà ấp vô chỗ cái dessert after you này đó, cái người mà nói ôi trời ơi chị no rồi chị không ăn nữa, đó là chị Đào. Dạ, kiểu ít thôi xong xuôi rồi cái kêu xong ra trời ơi nhiều quá rồi, thấy cái rồi một hơi là nó ngưng lại hết. Và bây giờ đúng là tất cả các người anh em đây là ngưng lại hết. Ngọc Ân ngưng lại luôn, mà có mình cháy vẫn cầm muỗng nha, chọt từ bên tay phải chọt qua tới bên đáy tràn qua tới xuống dưới đây luôn, mà tràn qua khỏi cái camera luôn mà vẫn còn tràn. Mà chị là cái người chị kêu là ôi thôi ăn nhiều mập rồi thứ bảy quay hình nha, rồi chị cũng là người kêu mọi người ngưng lại hết đi thôi, không còn gì cái gì ăn, người ta không còn cái gì ăn mà chị vẫn ăn. No quá thì à, no hả? Nãy chị cũng nói no đó mà chị vẫn chưa bỏ cái muỗng xuống kìa đó. Không, mình ăn như đây là đủ rồi. À, ăn đủ rồi ha, chị sẽ nhìn từ đây đến ngày diễn luôn. Chị nhìn là có đừng nhìn từ đây đến ngày diễn. Tại vì bây giờ chút nữa em sẽ đi rước Việt Hương. Và Việt Hương vừa nói với em là xuống máy bay là dở tôi đi ăn, là Hương nói là phải rước chị Đào nữa nha. Không, nếu mà có ăn nữa là chị ăn hủ tiếu ngoài đường thôi. Yeah, một tô hủ tiếu nhỏ thôi từ đây đến tới được. Em nói chị nghe, ở ngoài đường nó được có bán, là coi như là đúng là nó bán hủ tiếu là một cái hủ tiếu thôi, nhưng mà nó bán nguyên một đường lần, hiểu không? Chị thử, nó bán được nguyên một cái con đường ngoài phố Xí Dạm á. Chị Đào nói chưa xong, nghĩa là chị ăn
một tô hủ tiếu nhưng mà mỗi tiệm một tô. Mỗi tiệm một tô. Yeah. Ăn 10 tiệm. Yên tâm. Không, ăn nổi không? Không nổi. Hồi nãy chị cũng nói vậy, đến bây giờ mà tụi em vẫn nói là tụi em quay gần 5 phút đồng rồi mà chị chưa bỏ cái muỗng xuống. Không phải, tại vì coi như là xôi xoài mà nó lại có là đá bào nữa thì là cái cuộc đời này chưa bao giờ chị có ăn, hiểu không? Yeah. Thế nên chị phải ăn cho nó hết. Thật sự ra chị có nhiều thứ chị chưa có ăn lắm đó chị Đào. Em nói thiệt luôn á, giờ nếu mà chị nói là cuộc đời mà chị chưa có ăn đủ đó thì em nói vậy, chị cuộc đời chị có nhiều thứ chị chưa ăn luôn đó. Thôi chị không ăn nữa. Quyết định bỏ tượng muộn chú ha. Em đừng nhắc đến nỗi đau của chị. Bây giờ uống miếng nước đi cho nó trôi đi rồi mình ăn tiếp cái dĩa bên đây nè. Không, cái này chị ăn cái nhà. Bà vẫn à. Chị có chồng đó, đó. Không, phải nói rằng cái này nó có bò bò. Ăn nhớ đến lúc 14 tuổi ăn bò bò đúng không? Mà đúng cái hộp bò bò này ngon. Cái hộp bò bò lúc 14 tuổi phải không chị? Nó giòn béo. Nó giòn hả? Bụp trong miệng mình đúng không? Dạ. Chị mày mốt quá chị. Đó đây nè, đang giòn nha mày nè. Thường mà mình biết cái cảm nhận của bò bò nó ăn như thế nào là người ta biết được số tuổi. Tại bây giờ chị hỏi con thân bò bò sẽ đâu có cảm giác cái hộp bò bò sao cái tuổi đó, nó không có gì. Em lúc em ăn bò bò đó em mới em quên luôn rồi chị. Dạ em nhớ nhưng mà giờ vừa lên mạng hỏi em cái em quên liền. Tại em sợ ta biết số tuổi em đó chị. Nó giòn thôi nè. Ngày xưa bò bò nó không vậy mà nó cho gì vậy nó giòn. Ở đây ai biết bò bò, chồng biết cho bò bò. À vậy là mà cũng giống như mày không có đó không có ăn. Trời ơi, quay cái mặt anh chăm chăm coi, trời ơi, người IT nổi tiếng có tiếng nghe cho trời, người gia đình có của nha, không hề biết bo bo lại gì hết. Vậy là không. Gia đình mày có của lắm mấy năm mới bo bo. Vấn đề là tại má chị sanh chị sớm quá. Yeah. Ba má sanh hơi sớm cho nên cái gì cũng biết hết trơn á. Cái gì cũng biết hết. Giờ hối hận lắm thật sự, bây giờ ba má sinh sớm bây giờ thì cái gì nó cũng bị trễ, kiểu như là bị lỡ nhịp á chị, bị lỡ cái nhịp và ngày mai nè Thuận Nguyễn nó tới là lỡ nhịp nữa. Trời ơi. Thôi bỏ xuống. Bỏ xuống rồi hả? Quyết định bỏ bỏ xuống thôi, uống miếng nước trà cho nó thông cổ rồi. Ê nói kia nè, em nói thiệt với chị luôn á, bây giờ nếu mà thằng An nó còn quay là chị còn ăn á. Thôi ăn bỏ xuống cho con. Ăn xí. Còn ăn hả? Thì đó, anh mới nói nãy giờ chị cầm. Là chỉ càng từ hai cái phần này. Ê hey, ăn ăn hả? Em quay vô cái này đi, cái dĩa này không còn cái gì luôn đó em. Ghê thiệt không? Trời ơi, đó. Vậy mà chị nói mặt hả? Hay quá hả? Mới đầu mọi người chê cái này nha, nhưng chính là mình ăn kỹ rồi đó. Nó có đường nâu trong đây, nó có bo bo giòn trong đây, ăn nó rất là thanh cảnh. Chị chê là ăn như thiền vậy đó. Dạ chị là chê là tụi em chê thôi, còn chị không có chê đó, cho nên chị vẫn cầm chị vẫn chọt chọt. À, quý vị thấy không, ở đây đây nè, nhìn lên trên đây đi. Hai tài tử này, người tài tử nam này á, là tháng 7 vừa rồi chị Hồng Đào vừa mới quay qua Thái ở Bangkok này, và chị Hồng Đào đã kết hợp coi như là hãng phim Việt Nam và bên Thái hai bên kết hợp với nhau để quay một cái phim và chuẩn bị ra mắt. Thì đây là một trong nam diễn viên chính mà quay với dạ kịch sĩ Hồng Đào. Tôi là đóng vai con của Hồng Đào và hai người kia là bạn, đó là ba bạn nam rất là trẻ, rất là đẹp và diễn rất là giỏi. Ba bạn đều là người Thái. Mà quý vị biết không, lúc mà chị Đào qua đây quay đó, mà chị Đào nhắn tin về á và nói về cái kinh nghiệm quay phim và điện ảnh ở Thái Lan á, trời ơi nghe mà thấy rất là thích. Mà mình cũng học được nhiều thứ rất là hay. Em nghĩ là chị Đào phải có một cái buổi mà khi mà phim ra đó, chị phải có một cái buổi để mà cùng với Ngọc Hân mà chia sẻ là khi mà qua Thái quay như thế nào. Bởi vì em biết không, chị Đào nói đó, mỗi một diễn viên á có một người coach đi theo, và cái người coach đó sẽ kiểu như là đi sát bên vào coach liên tục, như là acting coach, acting coach. Cái công chị mới nói là chị cũng cần người đó, thì họ nói là ô bà kinh nghiệm quá rồi, mà đâu cần, nó không, mình vẫn cần. Cần sau đó mà cái người đó rõ ràng khi người ta phân tích cho mình thấy cái vai, tức là mình hay suy nghĩ vai một cái đường này, nhưng mà khi người ta phân tích sang một cái đường khác, người ta rất là hay. Thế cái vai diễn của mình nó đa dạng hơn, mình nghĩ nhiều chiều sâu mình hơn. Nghĩ là khi mà mỗi lần quay phim mà đó thì nên phải có acting coach, và đó rất quan trọng. Em bật mí với quý vị là coi như ngoài là coi như qua bên Thái quay với diễn viên Thái, là chị Đào còn có một cái Netflix phim nữa đó nha. Cho nên chị Đào âm thầm mà cứ như là bắn tè hốt quá trời hốt luôn. Đó là kinh nghiệm thôi, mình thích thôi, tới vai nhỏ thôi, nhưng mà tại vì muốn học hỏi thì nhưng mà công nhận là khi mà mình làm việc với những người nước ngoài như vậy thì mình học rất là nhiều thứ. Nhưng mà nói dưới Việt Nam mình bây giờ
tất cả những kỹ nghệ, những hoành quay phim với ảnh nó cũng rất là giỏi, giỏi lắm. Rất giỏi lắm, giỏi rồi lắm. Em thấy rõ ràng là bây giờ điện ảnh Việt Nam mình đang lên rất là nhiều. Mình về Việt Nam mình quay chỉ là một cái phim quảng cáo, một phim ngắn có 5 phút thôi. Mà họ chỗ nguyên một cái crew quay này nọ, mọi thứ làm rất cẩn thận, rất đàng hoàng, ca nhạc nhảy múa tất cả mọi thứ mà chỉ có 5 phút. Cho nên là bây giờ nhưng mà bây giờ thành ra như vậy, quý vị tưởng tượng đi, nhưng mà cái crew lần này của Thúy Nga, Thái Lan cũng có nha. Đấy, Hollywood cũng có nha. Và bên Pháp về cũng có nha. Toronto, Canada. Là những cái gì mà best of the best là quy tụ vô show Thái Lan này hết. Cho nên mà quý vị mà không đi xem show này là tiếc vô cùng luôn. Đúng rồi, cho nên là phải đi xem best of the best. Và quý vị ơi, vé ngày Chủ nhật vẫn còn rất ít, đang chờ quý vị đặt ngay liền nha. Vào trong cái shop của Thúy Nga coi liền và đặt vé, đặt luôn vé máy bay nha. Đừng có ngại, vô trong cái online mà mua rất dễ đúng không mọi người? Mua đừng ngại. Vào trong cái app store, nếu mà xài iPhone thì vào app store thì mình tải xuống cái ứng dụng là Thúy Nga PPN, là viết tắt của Paris by Night. Còn Samsung thì mình vào trong Google's Play Store, mình cũng tải cái ứng dụng là Thúy Nga Paris by Night. Là vé nào mà vẫn còn sẽ hiện lên trên màn hình mua thẳng ở đó. Còn nếu mà quý vị ngại chuyện vé máy bay thì cứ lên Facebook của Trung tâm Thúy Nga có thông tin. Một chuyến bay của Vietnam Airlines chỉ chở khách đi xem show Paris by Night 134 qua Thái Lan này. 15 bay qua, 17 bay về. Ok. Chỉ cho khách xem show thôi. Cho nên là quý vị phải mua vé liền. Đi coi Thúy Nga xong mình mua sắm hôm nào nhớ. Bữa đó hôm nào mua một cái đôi dép ở đây nha. Là chỉ có là 8 đô Mỹ thôi, nhưng về Việt Nam là 24 đô. Wow. Dạ thưa quý vị, tại tiền Thái Lan nó đang bị thao túng đó quý vị. Hồi nãy 7 người mà thiệt á, hai chị Đào với Tâm bao 7 người ăn luôn mà trả có 60 đồng. Nữa 7 người ăn. 7 người ăn mà kêu gì thì kêu. Dạ, ăn ngập mặt đồ seafood không? Tuyệt vời. Anyway, tiền Thái Lan đang thao túng 100 đô đổi được 3.700 nha. Mọi người, bây giờ trước khi mình kết thúc cái đoạn clip này, em xin nhận định như thế này. Nhìn diễn viên này với anh Hoài Thâm y chang sanh đôi, hồng hát như hai giọt nước, như hai giọt nước. Nó nói về tội nghiệp nó quá, hai giọt nước mà nó là giọt dầu thơm, còn tôi giọt nước mắm. Giọt gì cũng được, nhưng mà người này mình có thể sờ được nè. Dạ. Mình là cái người quý hơn được. Còn người cao sao có thể làm gì đó, mình chỉ cần những người gần. Tới đi quý vị, tới với em 15 và 16 quý vị có thể nắng bóp sờ sẩm rồi rẫm mò mẫm em. Dạ, muốn cái gì em chiều cái đó. Con người này chỉ dòm thôi, dòm thôi. Tại vì thầy thích cái mặt nó nói là khi mà mình yêu thương ai, mình phải ở right here. Dạ, ở đây, ngay chỗ này để yêu thương người ta, tức là những người ở cạnh người ta gần hơn đúng không? Trời ơi, hai ơi, hay là mầm non văn nghệ, mình sao không nói, ai nói triết lý quá luôn. Sâu sắc không, quá luôn. Mới ăn cái xôi xoài đá bào xong mới sâu sắc. Được, cắt nha. Bye bye. Nhớ đặt vé nha.